Idlerary bỏ mèo Tom lên thành phố thưởng thức đặc sản thủ đô. Chắc là hôm nay thời tiết mát mẻ, trời chẳng nắng chẳng mưa chẳng gì. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Rary quyết định trốn mèo Tom đi đánh lẻ một buổi. Nhưng chắc là bắt vội chuyến xe lên thủ đô mà quên chưa ăn sáng nên chú chuột đói đen cả người. Nhanh trí, chàng ta táp vội vào hàng bún trong một con ngõ nhỏ để thưởng thức tinh hoa ẩm thực. Đáng nói chẳng biết chủ quán đang mải bán hàng hay lâu lâu mới thấy có vị khách đặc biệt ghé quán mà để mặc cho Rary ăn uống thoải mái, vô tư luôn. Ôi trời ơi! Túi bún để dưới đất cạnh xô chậu không đảm bảo vệ sinh, chẳng buộc, chẳng đậy, chẳng gì, đã dễ dàng cho Rary làm miếng chống đói có sức đi chơi. Không biết là mèo Tom xem được video này có buồn không? Chứ nhìn đặc sản Hà Nội đầy ú ụ thế kia mà chuột ta lại ăn im im một mình. Chắc pha này tính nghĩa anh em chẳng bền lâu đâu nha. Giang Cư Mận nhìn thấy cảnh này bỗng lạnh sống lưng, tự hứa sẽ nhịn ăn bún từ nay cho đến hết năm luôn. Đúng là mắt không thấy thì tim không đau, mấy con loe ngoe đã đành, nay lại nâng cấp lên vi sinh vật to trà bá lừa thế này thì chỉ có xin là xin, vĩnh biệt cụ mà thôi. Có lẽ hình ảnh này lại thêm một lần nữa khiến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trở nên nhức nhối hơn. Các bạn nghĩ sao? Chia sẻ ngay cùng 8TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những tin